Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ấn tượng lần đầu tiên có vai trò rất quan trọng trong việc định hình sự tiến triển của một mối quan hệ. Vì sao nhiều đàn ông thắc mắc rằng khi trò chuyện qua mạng, cô gái thích mình thế, nhưng khi gặp mặt ngoài đời thì chỉ có lần đầu tiên chứ không có lần thứ hai. Cô gái sau đó tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và cũng chẳng còn trò chuyện tích cực như trước đây nữa. Vậy nguyên nhân là do đâu? Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chỉ ra cho các bạn những điểm, những vị trí mà phụ nữ sẽ để ý nhiều nhất trong lần gặp đầu tiên. Nếu bạn không chỉn chu và trau chuốt những cái điểm này thì rất dễ sẽ mất điểm, quý vị nhé. Ở vị trí thứ nhất mà phụ nữ để ý đó là tay và móng tay. Một người đàn ông có móng tay dài, cáu bẩn có thể bị điểm trừ lớn từ người phụ nữ. Chăm sóc móng tay ở độ dài và cắt tỉa thường xuyên đóng một vai trò rất quan trọng. Ở phụ nữ thường thích đàn ông có móng tay ngắn và sạch sẽ. Phụ nữ cũng thường nhìn vào bàn tay của đàn ông và để ý đến những cử chỉ mà người đàn ông thực hiện bằng tay. Những cử chỉ đó cho phụ nữ biết đó là người đàn ông tự tin, chân thành hay không. Vì vậy, trước khi gặp mặt một người phụ nữ, đàn ông hãy chú ý đôi bàn tay và những cái móng tay của mình. Giữ chúng sạch sẽ và trong khi trò chuyện với phụ nữ, không nên sử dụng cử chỉ vung tay quá nhiều. Hầu hết phụ nữ thông minh sẽ để ý và không thích cái điều này. Thứ hai đó là mùi cơ thể. Các bạn thân mến, ở đây không phải là một điều hiển nhiên mà là một tiêu chí rất rõ ràng của phụ nữ để đánh giá đàn ông. Điều phụ nữ thực sự chú ý là đàn ông có mùi cơ thể như thế nào. Mùi cơ thể sẽ khiến cho phụ nữ thay đổi về cảm nhận mức độ có thể thân thiện, gần gũi với người đàn ông đó hay không. Một người đàn ông có mùi hôi hám, chua vì ám mồ hôi sẽ làm cho phụ nữ khó chịu. Điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng thích đó là mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể đàn ông trong lần gặp đầu tiên. Nhớ là mùi nước hoa dịu nhẹ, thoang thoảng chứ không nên quá nồng nặc, sẽ phản tác dụng các bạn nhé. Ở vị trí thứ ba mà phụ nữ chú ý đó là đôi giày. Đôi giày đi vào chân tưởng chừng như không phải là thứ khiến phụ nữ để ý. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ như vậy thật thì bạn sẽ sai lầm. Phụ nữ nhìn vào đôi giày của đàn ông trong lần gặp đầu tiên, thậm chí là nhiều hơn nhìn vào khuôn mặt của bạn. Khả năng tự chăm sóc, sự chỉn chu của người đàn ông nó thể hiện ở đôi giày khá nhiều. Nó thậm chí có thể cho thấy người đàn ông đó sạch sẽ như thế nào. Không chỉ sạch sẽ mà phong cách cũng là điều khá đáng chú ý đối với phụ nữ. Đôi giày màu trắng thể hiện điều gì? Đôi giày màu đen thể hiện điều gì trong tính cách của đàn ông? Và đặc biệt là cách phối đồ cũng cho thấy sự tinh tế trong phong cách của người đàn ông, quý vị nhé. Vì vậy, đừng xỏ chân vào một đôi giày quá cũ nát hay quá bẩn để gặp một cô gái. Vị trí thứ tư mà phụ nữ chú ý là tư thế. Tư thế ngồi, tư thế đi đứng của người đàn ông là rất quan trọng với phụ nữ. Lần đầu tiên gặp mặt, đàn ông phải thể hiện được sự tự tin, quyết đoán và hài hước qua các động tác cơ thể cho đến tư thế. Một người đàn ông trò chuyện với một cô gái mà khúm núm hoặc là giữ tư thế khom vai hoặc cúi người về phía trước. Phụ nữ họ sẽ nhìn thấy ngay cái vẻ bất an, thiếu tự tin trong con người bạn. Một người đàn ông phải có tư thế đĩnh đạc, ngay ngắn, không riêng gì việc gặp phụ nữ đâu ạ. Trong mọi mối quan hệ xã hội, tư thế của bạn khi ngồi đối diện với người khác bao giờ cũng phải nghiêm ngắn, thẳng lưng, cho thấy cái sự tự tin. Vì vậy, hãy chú ý đến tư thế và sự tự tin của bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi gặp một cô gái lần đầu, các bạn nhé.
Điểm thứ 5 mà phụ nữ để ý đó là tóc. Một trong những điểm quan trọng mà phụ nữ để ý ở người đàn ông trong lần gặp đầu tiên đó là mái tóc. Tóc của bạn có thể ngắn hoặc dài, có thể thưa hoặc dày, đều không quan trọng lắm. Nhưng nhất thiết nó phải được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ. Có rất nhiều người đàn ông để một cái mái tóc quá dài kiểu nghệ sĩ, nó không giống ai cả. Thậm chí là nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhưng lại không được gội sạch sẽ. Một mái tóc vừa xoăn, vừa rối, vừa nhiều gầu hoặc là bụi bặm sẽ khiến phụ nữ thất vọng về bạn. Họ có thể thay đổi thái độ ngay sau khi gặp mặt nếu thấy mái tóc của bạn bờm sờm. Cái răng, cái tóc là góc con người. Đây là một trong những cái điểm quan trọng để phụ nữ đánh giá xem liệu họ có cảm tình với bạn hay không. Vị trí thứ 6 là răng. Răng và tóc là hai vị trí quyết định đến bề ngoài của một con người, không chỉ riêng đàn ông. Phụ nữ để ý đến nó là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn có một hàm răng ố vàng là một trong những đặc điểm mang lại nhiều điểm tiêu cực nhất. Răng miệng ngoài là vấn đề thẩm mỹ, nó còn liên quan đến hơi thở. Khi bạn trò chuyện với một cô gái mà hơi thở nồng nặc mùi hôi của thuốc lá, của rượu, của đồ ăn thì bạn thấy thế nào ạ? Có thể chính bạn không phát hiện ra điều đó, nhưng cô gái ngồi đối diện với bạn và cô ấy sẽ rất khó chịu về điều này. Còn nếu bạn nhận ra điều đó, bạn sẽ mất hoàn toàn sự tự tin. Vì vậy, hãy nhai kẹo cao su, dùng xịt miệng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm sóc răng miệng một cách sạch sẽ. Ngoài ra, cũng đừng quên đánh răng trước cuộc gặp gỡ với bất kỳ người nào. Và cuối cùng, điều mà phụ nữ đặc biệt chú ý trong lần gặp mặt đầu tiên đó là phong cách ăn mặc. Bất kể bạn chọn phong cách nào, đó là một căn cứ để phụ nữ đánh giá về loại tính cách của bạn. Phụ nữ có thể là đối tượng lựa chọn quần áo, trang phục kỹ càng trong các lần hẹn hò gặp mặt. Nhưng đàn ông cũng phải quan tâm tới điều này. Trang phục cho một cuộc gặp không phải là trang phục biểu diễn, cũng không phải là trang phục bạn làm bếp hay đồ ngủ. Bạn phải sử dụng trang phục để che đi khuyết điểm trên cơ thể, để làm toát ra vẻ đàn ông lịch lãm của bạn. Tất nhiên cũng tùy vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi người. Nhưng nhất thiết trang phục phải sạch sẽ, gọn gàng, đừng quá lòe loẹt. Nếu quần áo của bạn cân đối với cơ thể, điều đó cho thấy bạn rất quan tâm đến ngoại hình của mình, bất kể là dáng người như thế nào. Vì vậy, ít nhất hãy chắc chắn rằng quần áo của bạn phù hợp với bạn. Phù hợp là yếu tố quan trọng nhất trong cách ăn mặc. Khi một người phụ nữ gặp bạn, họ sẽ đánh giá bạn qua bộ quần áo mà bạn mặc. Do đó, không cần quá phô trương, chỉ giản dị nhưng phải tinh tươm các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Vì vậy, đừng vì một sự bất cẩn của bạn mà khiến người khác đánh giá sai về mình. Họ chưa cần biết bạn là người tốt như thế nào, nhưng ít nhất họ phải có thiện cảm với bạn về ngoại hình và ấn tượng bên ngoài. Nếu bạn đang chuẩn bị gặp một cô gái, hãy chú ý 7 điểm mà Khánh Ngọc vừa nêu trong video vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.